Có người thường hay hỏi tôi cộng sản là gì. Nó là giặc nô bán dân hại nước lời Việt Giang. Là con cháu thằng Hồ, cộng nô giết hại người lũ giặc Hồ, khiến cuộc đời người dân chua xót. Cũng vì cộng nô khiến dân mình đói dài dài. Bởi vậy giặc nô khiến dân mình mất tự do. Đời dân sống nhọc nhằn, lòng dân vướng bị phiền bởi một toàn quân cách mạng. Mày cộng nô hồ ly, cộng nô là gì? Hỏi anh cộng nô là gì? Cộng nô là gì? Hỏi anh cộng nô là gì? Là một bầy Việt Giang, muốn dân và bán nước, dân vẫn hay gọi bộ đội công an. Muốn diệt cộng nô chúng ta cần phải đồng lòng. Đứng dậy cùng nhau quyết tâm diệt lũ Việt Giang, diệt tan lũ Việt Cộng, đập lăng chó nhà Hồ để người người nở nụ cười, cuộc đời vui tự do. Có người thường hay hỏi tôi cộng sản là gì? Đó là giặc nô bán dân hại nước lời Việt Giang. Là con cháu thằng Hồ, cộng nô giết hại người lũ giặc Hồ, khiến cuộc đời người dân chua xót. Cũng vì cộng nô khiến dân mình đói dài dài. Bởi vậy giặc nô khiến dân mình mất tự do. Đời dân sống nhọc nhằn, lòng dân vướng bị phiền bởi một toàn quân cách mạng. Bầy cộng nô hồ ly, cộng nô là gì? Hỏi anh cộng nô là gì? Cộng nô là gì? Hỏi anh cộng nô là gì? Là một bầy Việt Giang, muốn dân và bán nước, mang đói mang nghèo về cho quê hương. Muốn diệt cộng nô chúng ta cần phải đồng lòng. Đứng dậy cùng nhau quyết tâm diệt lũ Việt Giang, diệt tan lũ Việt Cộng, đập lăng chó nhà Hồ để người người nở nụ cười, cuộc đời vui tự do. Diệt tan lũ Việt Cộng, đập lăng chó nhà Hồ để người người nở nụ cười, cuộc đời vui tự do. Diệt tan lũ Việt Cộng, đập lăng chó nhà Hồ để người người nở nụ cười, cuộc đời vui tự do.